Nếu ai biết chữ tu trì cha mẹ còn sống quá vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng rồi chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì, phải không? Bây giờ hỏi cho cha mẹ mình sanh thành dưỡng dục ra mà bây giờ không lo nuôi cha mẹ vì vật chất thì cái điều đó không phải người con. Cho nên đừng có để tới cha mẹ mất rồi cái tiếc quá rồi mâm cao cổ đầy dân cúng thì lúc sống mà chẳng cho ăn rồi đợi khi đến chết mà làm nhăn té ruồi chứ có ai đâu ăn, phải không? Ghi nhớ vậy thôi. Nó cho nên đó là vật chất báo hiếu. Mẹ ta cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Đó là vật chất báo hiếu lúc còn sống. Rồi về tinh thần báo hiếu đó thì Đức Thầy dạy chẳng những như vậy mà còn phải ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan, phải không? Chứ bây giờ mình cho ăn cha mẹ đầy đủ mà nói những cái lời thô lỗ cọc cằn lỗ mãng thì làm cho cha mẹ buồn, cái đó cũng không phải là người con có hiếu. Cái này trong sách thánh có nói rõ đó. Cái ông tăng Sâm này á, ông nuôi cha mẹ đó rất là kỹ lưỡng, mỗi bữa ăn đều có món ngon vật lạ đem cho cha, dâng cho cha, là ông tăng Tích ăn đó. Nhưng mà đặc biệt một điều đó là khi ăn xong rồi đó, ông tăng Sâm mới hầu mới thưa với cha vậy là đồ ăn còn dư này cha định cho ai, thấy không? Thật sự thì nói cái đồ ăn dư muốn ai cũng không được, phải không? Nhưng mà ông tăng Sâm muốn cho cha biết rằng dầu cái tuổi cha như vậy nhưng mà tất cả mọi thứ này đều cái sự quyết định là do nơi cha. Vậy thì ông tăng Tích nói cho ai thì ông tăng Sâm làm như vậy. Cho nên Đức Khổng Tử khen rằng ông tăng Sâm nuôi cha rất phải đạo. Còn ông Tử Lộ thì đậu gạo đường xa nuôi mẹ hiếu dữ lắm, nhưng mà ông gặp việc bất bình thì rút đau tương trợ làm chẳng tha, cho nên ông ra đi rồi bà mẹ buồn lo khổ quá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú lại trở về thăm bác Sáu quý vị ơi. Và video này là video thứ hai. Dạ con chào bác Sáu. Chào Châu Phú. Thì hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú và sư huynh Tấn Dũng để nhờ bác Sáu giải đáp những nghi vấn mà Châu Phú và sư huynh chưa có hiểu rõ nhau quý vị. Dạ con chào bác. Nhờ bác chia sẻ cho hai anh em con giải đáp những cái nghi vấn mà hai anh em con đang thắc mắc trong thời gian qua bác. Dạ mô Phật, bác quan hỷ nha. Dạ. Bác Sáu sẵn sàng nữa. Dạ thưa bác thì cái nghi vấn đầu tiên của con á là đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn. Và trong sấm giảng của Đức Thầy có ghi á bác. Thì con nhờ bác có thể giải đáp dùm cho con cho sâu sắc hơn để con gửi đến quý vị và các bạn xem trên màn ảnh hả bác? Dạ mô Phật. Ý Châu Phú muốn hỏi rồi hiểu rõ tứ ân là gì, dạ. Tại sao mình phải đền áp, mà đền đáp tứ đại trọng ân rồi chẳng còn tội căn, cái này lấy cái gì để làm bằng chứng, phải không? Dạ. Như vậy là tứ ân người gồm có những cái ân nào, thì như vậy thì thôi nhân đây bác Sáu cũng xin hiểu biết đáp theo cái sự hiểu biết của mình, để chúng ta cùng suy nghiệm trên cái đường tu của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con xin trình bày về tứ ân để cho cái người trực tiếp muốn biết đây là Châu Phú cũng như là Tấn Dũng, và anh em nào muốn tìm hiểu thì cùng chiêm nghiệm. Thưa với quý vị, trong kinh Đức Phật nói là thân người khó được mà Phật Pháp khó nghe. Đó là cái câu là nhân thân nan đắc, thấy không? Phật Pháp nan văn. Thân người khó được mà hôm nay mình đã được cái thân người rồi. Cái thân người mà có được không phải tự nhiên mà có, phải không? Cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, mà nước có nguồn mới bể động sông sâu. Thì con người chúng ta có cái thân này là do nơi tổ tiên ông bà cha mẹ mới có mình như vậy đó. Cho nên hôm nay muốn nói về tứ ân đó, tôi xin nói là tứ ân này nó xuất phát từ đâu. Nghĩa là bây giờ phải nói cái nguồn gốc tứ ân, rồi chúng ta mới giải thích tứ ân rồi gồm có những ân nào. Bây giờ xin nói rõ đó, nguồn gốc tứ ân là xuất phát từ kinh Phật, Đức Phật dạy. Ngày xưa đó Đức Phật có nói một cái câu đó: nếu ai thọ trì theo phẩm báo tứ ân thì sẽ được siêu diệt sanh tử, sẽ được giải thoát và có mặt trong đại hội Long Hoa. Hay là trong cái phẩm mà trong kinh Đại Thừa Bồ Tát Đạo, trong cái phẩm mà báo tứ ân nữa, Đức Phật có hai câu là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Tức là Đức Phật dạy các cái hàng xuất gia ngày trưa, cái nhiệm vụ trước tiên là trên là đáp bốn ân dài, thượng đáo báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Tức là trên là đáp bốn ân dài, còn dưới là cứu khổ chúng sanh trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì ngày xưa đó Đức Phật thuyết tứ ân cho cái hàng xuất gia, cái hàng mà tu hành Bồ Tát Đạo. Còn ngày nay Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hảo dạy tứ ân cho toàn thể đại chúng là cái người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Vậy thì ngày xưa đó Đức Phật thuyết tứ ân là những cái ân nào? Bây giờ mình nói cái xuất xứ trước đi, rồi sẽ nói. Ngày xưa Đức Phật thuyết cái ân thứ nhất đó tức là ân phụ mẫu. Ân phụ mẫu, phụ là cha, mẫu là mẹ. Thì ngày nay theo cái trình độ và căn cơ chúng sanh đó, Đức Thầy nghĩa là đổi cái từ lợi gọi là ân tổ tiên cha mẹ. Đức Thầy giải thích tại sao vậy, là vì sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, cho nên biết khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Phụ là cha, là mẫu là mẹ, hồi xưa Đức Phật thuyết là ân phụ mẫu, mà ngày nay Đức Thầy nói cho dễ hiểu hơn là ân tổ tiên cha mẹ, là vì sanh ra mình là cha mẹ, mà là sanh ra cha mẹ là tổ tiên, là ông bà, cho nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên, thấy không? Rồi cái ân thứ nhì ngày xưa Đức Phật thuyết là ân quốc vương. Bởi vì trong cái thời kỳ đó là chế độ quân chủ, mà ông vua đó thì lòng yêu dân ví như con đỏ, tội giảm tha, đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bủa trong bá tánh, cho nên nhớ ơn ông vua, tức là nhớ ơn đất nước. Ngày nay cái chế độ quân chủ không còn, cho nên từ sự tôn thờ quân quyền phong kiến đó, Đức Thầy chuyển sang cái khuynh hướng gọi là bảo vệ quốc gia dân tộc, cho nên Đức Thầy đổi lại cái từ là ân đất nước. Tôi thấy chỉ có bậc Phật giác ngộ mới làm được việc này, chứ chúng sanh không có làm được việc này. Còn ngày xưa cái ân thứ ba Đức Phật thuyết là ân tam bảo, thì ngày nay vẫn còn gọi là ân tam bảo, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo. Thì cái ân ngày xưa tam bảo thì ngày nay cũng là ân tam bảo, tức là Phật Pháp Tăng, có ba ngôi đầu đó rõ rệt vậy. Rồi cái ân thứ tư ngày xưa đó Đức Phật thuyết gọi là ân chúng sanh. Bởi vì Đức Thầy dạy các hàng đệ tử xuất gia tu thì cái bổn phận là tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, cái người tu hành là cứu vớt chúng sanh. Còn ngày nay với cái trình độ và căn cơ chúng sanh trong hiện tại, Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời cái ân thứ tư ngày đổi lại là ân đồng bào và nhân loại. Nó rất là phù hợp, bởi vì sao? Không phải là xuất gia, thấy không? Xuất gia thì lìa hết tất cả, nhưng mà ngày nay cái hạng tại gia cư sĩ tu hành đó, thì có bổn phận đối với quê hương tổ quốc, với đất nước, thấy không? Cho nên người trong đất nước giống hồng lạc với nhau, gọi nhau bằng đồng bào. Và ngoài thế giới còn có nhân loại giúp đỡ với nhau, tương trợ với nhau trong cuộc sống trên quả địa cầu. Cho nên đó là tứ ân của Đức Phật và tứ ân của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngày nay chúng ta so sánh như vậy thì nó có cái điều thay đổi, nó rất là phù hợp với cái hoàn cảnh của xã hội trong hiện tại. Đó là chúng tôi xin nói đại khái về cái xuất xứ tứ ân. Và tứ ân nó cũng xuất phát từ đó là bửu sơn kỳ hương của Đức Phật Thích Ca, của Đức Phật Thầy Tây An, thấy không? Đó, nó xin đính chánh lại vậy. Nên Đức Thầy nói rằng là sách xưa có câu thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên, muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Đó là kể ra các cái kinh sách ngày xưa. Còn hôm nay đó Đức Thầy nói rằng Đức Thầy Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Đó là tứ ân, nó cũng xuất phát từ gọi là bửu sơn kỳ hương Đức Phật Thầy Tây An. Thời xưa năm Kỷ Dậu năm 1849, Đức Phật Thầy khai sáng đền đạo bửu sơn kỳ hương tại lời đất nước Việt Nam, nơi miền Tây đất Việt này. Đó. Vậy thì xin nói rõ là xuất xứ của tứ ân từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến Đức Phật Thầy Tây An. Và ngày nay Đức Huỳnh Giáo Chủ có cái nhiệm vụ là trùng tiên và xương minh cái phát huy cái mà tứ ân này. Đó. Thì xin nói rõ về cái xuất xứ của tứ ân như vậy. Thì thôi bây giờ trở lại đi vào từ ân một. Bây giờ tại sao đặt cái ân tổ tiên cha mẹ làm đầu? Bởi vì trước tiên con người chúng ta có thân xác là nhờ ơn tổ tiên cha mẹ, phải không? Sanh ra thì cũng nhờ ơn tổ tiên cha mẹ, cho nên cái ân tổ tiên cha mẹ đức giáo chủ mà để vào cái hàng đầu là như vậy. Trong cái cổ đức cũng có nói câu là thiên hữu tứ thời xuân tại thủ mà nhân sanh bách hạnh hiếu di tiên. Tức là trời đất có bốn mùa mà mùa xuân nó đứng đầu. Con người thì có cái tâm hạnh lành nhưng mà cái hạnh hiếu là đứng đầu hơn hết. Thấy không? Mà Đức Thầy dịch ra là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu đó. Nó rõ như thế vậy. Yeah. Rồi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta muốn dạng tròn cái hạnh hiếu thì trước hết phải biết ơn tổ tiên cha mẹ. Vậy thì thế nào là tổ tiên cha mẹ? Cũng như nói cái câu là cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, mà nước có nguồn thì mới bể rộng sông sâu. Rồi con người chúng ta sở dĩ có cái thân này là nhờ ơn tổ tiên cha mẹ. Như vậy thì cái ơn tổ tiên cha mẹ này trên đạo thánh gọi là chính chữ cù lao. Đó. Trong sách thánh nói là phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, rồi ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hạo thiên dũng cực. Tức là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, than ôi công lao cha mẹ sanh ta khó nhọc, muốn báo ơn sâu như trời cao gió chẳng cùng. Trong cái kinh sách thánh vậy. Còn trong nhà Phật thì Đức Thầy nói là dạng 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Tức là mỗi một con người chúng ta mang ơn cha mẹ có 10 cái ân. Ở đây không có thì giờ cho nên không có thể trình bày được đó là hết cái 10 ân đó. Chúng tôi xin nói đại khái thì xin quý vị tìm trong kinh Phật hay là trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có chỉ rõ cái điều đó. Thưa quý vị, như vậy thì cái ca dao Việt Nam thì cũng có câu, phải không? Câu gì? Nhớ không? Công cha như núi Thái Sơn, phải không? Nghĩa mẹ như nước trên nguồn chảy ra, phải một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vì thế mà đạo Phật giáo Hòa Hảo đặt cái ân tổ tiên cha mẹ làm đầu là như thế vậy. Đó. Bây giờ nói về cái ân tổ tiên cha mẹ rồi, bây giờ chúng ta đó là muốn cái đền đáp cái ân tổ tiên cha mẹ đó thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Nó có hai cái điều, cái cách đền đó. Cái thứ nhất đó là thế gian hiếu. Chúng ta làm cái hiếu ở thế gian Đức Thầy dạy đó. Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời. Chứ làm con mà cha mẹ dạy rồi không nghe lời thì cái đó không phải là người con hiếu. Chăm chỉ nghe lời rồi chớ nên sao lãng mà làm phiền lòng cha mẹ. Đó, Đức Thầy dạy rõ ràng như vậy. Đó là cái phần mà thế gian hiếu, nó có hai phần: vật chất báo hiếu và tinh thần báo hiếu. Vật chất báo hiếu là làm sao? Nếu ai biết chữ tu trì cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng rồi chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì, phải không? Bây giờ hỏi chứ cha mẹ mình sanh thành dưỡng dục ra mà bây giờ không lo nuôi cha mẹ vì vật chất thì cái điều đó không phải người con. Cho nên đừng có để tới cha mẹ mất rồi cái tiếc quá rồi mâm cao cổ đầy dân cúng thì lúc sống mà chẳng cho ăn rồi đợi khi đến chết mà làm nhăn té ruồi chứ có ai đâu ăn, phải không? Ghi nhớ vậy thôi. Nó cho nên đó là vật chất báo hiếu. Mẹ ta cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, đó là vật chất báo hiếu lúc còn sống. Rồi về tinh thần báo hiếu đó thì Đức Thầy dạy chẳng những như vậy mà còn phải ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan, phải không? Chứ bây giờ mình cho ăn cha mẹ đầy đủ mà nói những cái lời thô lỗ cọc cằn lỗ mãng thì làm cho cha mẹ buồn, cái đó cũng không phải là người con có hiếu. Cái này trong sách thánh có nói rõ đó. Cái ông tăng sâm này ông nuôi cha mẹ rất là kỹ lưỡng, mỗi bữa ăn đều có món ngon vật lạ đem cho cha, dâng cho cha, là ông tăng tích ăn đó. Nhưng mà đặc biệt một điều đó là khi ăn xong rồi đó, ông tăng sâm mới hầu mới thưa với cha vậy là đồ ăn còn dư này cha định cho ai, thấy không? Thật sự thì nói cái đồ ăn dư muốn ai cũng không được, phải không? Nhưng mà ông tăng sâm muốn cho cha biết rằng dầu cái tuổi cha như vậy nhưng mà tất cả mọi thứ này đều cái sự quyết định là do nơi cha. Vậy thì ông tăng tích nói cho ai thì ông tăng sâm làm như vậy. Cho nên Đức Khổng Tử khen rằng ông tăng sâm nuôi cha rất phải đạo. Còn ông Tử Lộ thì đậu gạo đường xa nuôi mẹ hiếu dữ lắm, nhưng mà ông gặp việc bất bình thì rút đau tương trợ làm chẳng tha, cho nên ông ra đi rồi bà mẹ buồn lo khổ hoài. Sợ Tử Lộ gây chuyện với người ta rồi khổ, cho nên Đức Khổng Tử thường rầy là Tử Lộ là nuôi mẹ không có đúng cái đạo, là tức là không có biết làm cho mẹ vừa lòng, phải không? Vậy đó, cho nên đến khi mà mẹ mất rồi, ông Tử Lộ làm quan trong triều, ông mới than: mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục báo nhi thân bất tại. Tức là cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Bây giờ con đây muốn báo ơn cha mẹ, nhưng mà cha mẹ chẳng còn. Thế từng đó hối tiếc rồi đâu rồi, phải không? Cho nên cái quyển sách mà viết về bông hồng cài áo đó, người ta nói rất vinh hạnh cho những người còn được cái hoa hồng, cài được cái hoa hồng đỏ trên áo, tức là còn cha mẹ. Vậy thì chúng ta đừng để đến khi mà cha mẹ qua đời rồi mới hối tiếc rằng mình làm trò không trọn mà rất ổn vậy đó, yeah. Đó. cái đó thuộc về gọi là vật chất báo yếu, tinh thần báo yếu, phải không? Yeah. Nhưng mà còn một cái nữa nó cao thượng hơn, tức là người tu chẳng những như vậy đó, mà Đức Thầy còn dạy là lúc cha mẹ quá giảng hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân đó. Đức Phật cho biết rằng nếu ai có người mà vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi dắt dòng hòn núi tu di 100.000 muôn kiếp, lóc thịt cho ăn, cắt lấy huyết cho uống cũng không đền hơn được. Mà chỉ có tu hành giải thoát cứu vớt cha mẹ mới là cái hiếu trọn vẹn nhất. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, lúc cha mẹ quá giảng hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa tầm lưng, hay là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền. Đó, ngày nào đắc được lục không thì hớt hồn cha mẹ tổ tông bãi đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng đó, thì ấy là ngày là ban thưởng công tu. Đó là cái đền ơn tổ tiên cha mẹ. Thì còn một cái nữa, đền ơn tổ tiên, Đức Thầy nói là đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên ta có làm điều gì sai lầm, gieo họa con, đau thương lại con cháu, thì ta phải quyết chí tu cầu rồi hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để mà rửa nhục tổ đường. Bởi vì cái việc nó hơi dài, thành ra chúng tôi xin nói cho nó gọn lại, chứ nếu mà kéo dài nó chi tiết quá thì không có thời giờ, phải không? Vậy thì là đền ơn tổ tiên cha mẹ thì được những có cái lợi ích gì mà chúng ta phải đền ơn tổ tiên cha mẹ, phải không? Vậy thì cái người mà đền ơn tổ tiên cha mẹ thì được thế gian kính nể mến thương nè. Cái người mà có hiếu đó, đi đâu người ta cũng kính nể thương mến. Rồi trời Phật ban bố, thánh thần ủng hộ chúng ta, và cuối cùng cái người tu là chứng đắc đạo quả. Như cái câu mà hồi nãy mà Châu Phú đưa ra là đến ngày biển cạn non mòn đó, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, tức là chứng đắc đạo quả, là thành công nên đạo, không có còn tội, tức là được phước, tức là thành công nên đạo, nó như thế vậy đó. Và trong kinh sách cũng nói là việc hiếu từ là trên hết các hạnh. Hiếu tột đến trời thì gió mưa hòa thuận, hiếu cảm đến đất thì vạn vật quá thạnh, mà hiếu mà cảm đến lòng người thì các phước đều đến. Bởi vì người ta thấy người hiếu rồi ai cũng thương mến, phải không? Cho nên cái lợi ích nó như vậy. Còn nếu Đức Thầy dạy cái câu là hiếu trung lòng chớ dẹo quên, phải không? Sống lo trọn đạo thì thác lên liên đài. Rõ ràng vậy. Như thế vậy cho nên chúng ta kết luận cái người tu mà hiếu thì rất có lợi ích như vậy. Còn nếu không có thiếu thì tai hại thì sao? Bây giờ nếu nói lợi ích thì phải nói cái tai hại. Nếu con người mà bất hiếu rồi đó, thì cái thứ nhất là con người sống mà không có ai thương mến hết. Bởi vì cái kẻ đó cha mẹ họ còn không thương thì họ thương ai, phải không? Họ không lo tròn thì họ lo cho ai được. Cho nên cái thế nhân rất là khinh rẻ những cái hạng người đó. Rồi ở sống trong xã hội nữa, địa vị cũng thấp hèn, đúng không? Những cái người mà hiếu đạo nào này kia người ta tôn vinh, còn cái người mà không biết hiếu thảo là sống chỉ có lợi ích cá nhân riêng mình, chỉ có biết mình không, thì địa vị ở xã hội rất là thấp hèn, không ai tôn trọng. Rồi thường bị khổ lụy hiện tại, rồi mai sau khi mà chết rồi đọa vào ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế cho nên là chúng ta ráng cố gắng là đền đáp công ơn cha mẹ, vẹn 10 ơn mới đạo làm con, phải không? Lúc sống cho nên thụ bạc, hay là ở ăn cho vẹn 10 ơn, cảnh tình hiền đức, gặp cơn khải hoàn. Đức Thầy dạy như thế vậy. Vậy thì làm người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta ráng tu đắc đạo để đền đáp ơn tổ tiên cha mẹ. Đó là cái thứ nhất. Đến đây xin kết thúc cái phần ơn tổ tiên cha mẹ. Vì gì tôi tới 4 ân phải không? Bây giờ ngưng chút và tiếp tục đến ăn nước nước. Thì qua đây thì con cũng chân thành cảm ơn bác Sáu đã chia sẻ tứ ân cho con được biết nhiều hơn nữa. Cũng có những cái mẫu chuyện rất là hay được bác Sáu chia sẻ, con cũng học hỏi được thêm rất là nhiều. Và con cũng chúc cho bác có thật nhiều sức khỏe, an lạc, an vui trong cuộc sống nha bác. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bác Sáu cũng mà cảm ơn Châu Phú. Thì ở đây nói rằng cái đề nó là tứ ân. Mà đây chỉ mới là trình bày cái ân thứ nhất, tức là ân tổ tiên cha mẹ. Nếu có cơ duyên nào thuận tiện sau này thì chúng ta sẽ là cùng bàn luận thêm về ân đất nước, rồi đến tam bảo cũng như ân đồng bào nhân loại, tức là 3 ân sau cùng trong 4 ân. Thì đến đây ăn đầu tiên là cái ăn là tổ tiên cha mẹ, là ăn cao nhất. Ăn thứ nhất tổ tiên cha mẹ, cất tiếng khóc chào đời lúc bé, đến trưởng thành mạnh khỏe tươi xinh, ơn mẹ cha bồng ẵm giữ gìn, kể sao xiết muôn nghìn lao khổ. Muốn đáp công tam niên nhũ bộ, thì dầu gian lao cũng cố thực hành. Khi sống còn người dạy việc lành, hãy gắn giữ chứ đừng sao lãng. Khiến cha mẹ sanh tâm buồn chán, tội nghịch nhi khó đặng thứ tha. Để bảo tồn phong hóa nước nhà, thì khuyên cha mẹ tránh xa đường quấy. Gương nằm giá khóc măng thường thấy, phận làm con tích ấy nói theo. Cơn ốm đau hay lúc khốn nghèo, thì ráng phụng dưỡng tùy theo bổn phận. Và tình huynh đệ cùng nhau hòa thuận, để khỏi mất lòng hai cái đấng sanh thành. Trình đại cái một vài dần thơ đó. Tôi nói về cái ân tổ tiên cha mẹ vậy. Cảm ơn quá Sáu nhiều nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua video này Châu Phú cũng chân thành cảm ơn quý vị và các bạn, và không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lạc, an lành, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.